Chào cả nhà, chào mừng cả nhà quay lại với kênh của Tâm Tận Tình. Hôm nay em xin được phép cập nhật cho cả nhà chương trình giá bán cũng như ưu đãi và trả góp trong tháng 11 này của xe Hyundai Stargazer phiên bản đặc biệt này nhé. Thì trong tháng 11 này giá thì rất là tốt luôn đó ạ, được giảm tiền mặt lên tới 15 triệu đồng. Thì mình sẽ có hai hình thức thanh toán, đó là trả góp và trả thẳng. Hai chi phí này sẽ không khác nhau, chỉ khác nhau ở quy trình mà thôi. Đối với trả thẳng thì cả nhà có thể có hoặc không mua bảo hiểm thân vỏ. Em khuyên cả nhà là nên mua để giúp cho cả nhà khi gặp những cái rủi ro không mong muốn xảy ra. Cả nhà có thể chủ động được thời gian, có thể xem ngày và lấy xe luôn khi hoàn tất thủ tục thanh toán. Còn với trả góp thì cả nhà phải bắt buộc mua bảo hiểm thân vỏ và sử dụng đăng ký dịch vụ trọn gói ở showroom em. Và chờ ngân hàng giải ngân xong thì cả nhà mới được lấy xe ạ. Thì em có một số thông tin về trả góp cho cả nhà. Để ai có nhu cầu trả góp thì cả nhà có thể biết được thông tin này. Thì đó là cả nhà có thể vay tối đa được 85% giá trị của xe, hoặc vay theo số tiền mình mong muốn, không bắt buộc phải là 85% đâu ạ. Thì tùy vào ngân hàng, cả nhà có thể vay được 80% hoặc là 85%. Thời gian vay tối thiểu của mình sẽ là 3 năm và tối đa sẽ là 8 năm. Thì trong thời gian này, cả nhà vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ tư vấn cho cả nhà về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khoản vay. Thì số tiền tối thiểu cho bảo hiểm này là 15 triệu và tùy vào ngân hàng sẽ có số tiền khác nhau. Giá lăn bánh em tạm tính ở tỉnh cho cả nhà là 691 triệu, trả trước 191 triệu. Ở Hà Nội là 723 triệu, trả trước 223 triệu. Ở Hồ Chí Minh là 710 triệu, trả trước 210 triệu. Chi phí này bao gồm những khoản chi phí như sau, đó là lệ phí trước bạ, phí đăng ký xe, phí đăng kiểm xe, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự bắt buộc và phí đường bộ, chưa bao gồm bảo hiểm thân xe, phí dịch vụ đăng ký và ưu đãi nha cả nhà. Chi tiết cả nhà liên hệ em theo số điện thoại 0777 262 237 để em báo giá chi tiết cũng như chương trình ưu đãi cho cả nhà nhé. Cả nhà có cơ hội bốc thăm trúng thưởng giải đặc biệt là một chiếc xe Hyundai Creta. 3 giải nhất mỗi giải là một chiếc MacBook, 5 giải nhì mỗi giải là một robot hút bụi, 20 giải ba mỗi giải là một chiếc vali. Rất hấp dẫn đúng không cả nhà? Em đã cập nhật cho cả nhà giá bán cũng như chương trình trả góp và ưu đãi trong tháng 11 này. Cả nhà muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ em theo số điện thoại 0777 262 237. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.